Dù mới chỉ là sinh viên năm 3, theo học ngành vật lý kỹ thuật và công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, bạn Trần Chí Thanh đã nghiên cứu và chế tạo thành công cảm biến bán dẫn để ứng dụng đo chiết xuất của môi trường. Nhờ niềm yêu thích với ngành bán dẫn, chăm chỉ tìm tòi, nghiên cứu, được tham gia phòng lab từ sớm, đặc biệt là việc đi thực tập, học hỏi trực tiếp tại các doanh nghiệp đã giúp Thanh dần nâng cao được kỹ năng. Khoa em thì có rất nhiều cái chương trình liên kết với các doanh nghiệp và bọn em cũng rất hay được tham quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp. Em cảm thấy là đây là những cái rất là cần thiết cho bọn em có thể hiểu được là một doanh nghiệp nó vận hành như nào và bọn em có thể ứng dụng được cái gì sau khi bọn em học có thể tham gia vào quá trình sản xuất tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngành bán dẫn đang được quan tâm, nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo tại Việt Nam đã mở chuyên ngành đào tạo về bán dẫn hoặc mở khóa học chuyển đổi từ các ngành có liên quan sang làm việc chuyên sâu đã thu hút rất nhiều bạn trẻ theo học ngành này. Công nghệ bán dẫn thì em nhận thấy đây là một ngành học tiềm năng có thể phát triển trong tương lai. Còn mục tiêu của em thì trong tương lai thì em vẫn sẽ tiếp tục học lên cao học với chương trình thạc sĩ tại trường liên quan trực tiếp đến bán dẫn là vật lý bán dẫn và công nghệ nano. Em mong muốn sẽ được làm trong bộ phận A&D thiết kế các siêu thụ, ví dụ như là tạo ra một sản phẩm giống như bên Trung Quốc bây giờ là một cái xe bus chạy bằng siêu thụ điện. Mỗi một đoạn nghỉ sẽ sạc trong thời gian cực ngắn và có thể đi được trạm nghỉ đấy, và dùng điện là an toàn và thân thiện môi trường hơn. Theo đại diện các doanh nghiệp trong ngành sản xuất chip bán dẫn, hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao đang rất lớn, với mức thu nhập cho sinh viên mới ra trường dao động từ 20 đến 40 triệu đồng trên một tháng, cùng nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Tuy nhiên, sinh viên cũng phải đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Thì cũng giống như các hãng khác cần trình độ tay nghề cao, nhân lực trình độ tay nghề cao thì cái điểm ban đầu là cái trình độ các bạn học từ trong trường ra. Cũng như cái kinh nghiệm các bạn làm ở những công ty khác ở đúng với cái vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Thì thứ hai nữa là về ngoại ngữ thì cái tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà cần phải có. Ngoài ra thì bất cứ công ty nào cũng muốn cái cán bộ công nhân viên của mình là có cái tính cách làm việc nhiệt huyết. Theo dự báo, Việt Nam cần khoảng 20.000 kỹ sư ngành chip bán dẫn trong 5 năm tới và 10 năm tới cần khoảng 50.000 người từ trình độ đại học trở lên. Vì vậy, đây là cơ hội việc làm lớn cho sinh viên theo học ngành này. Còn việc đào tạo để có nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, vẫn là bài toán đặt ra với các trường đại học từ việc nâng cao chất lượng đầu vào đến chương trình đào tạo chất lượng đầu ra.